Chúa Giêsu của chúng ta đã phán ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 2: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Chúa Giêsu chúng ta đã chịu chết, sống lại và ngự về trời để chuẩn bị cho những người tin theo Ngài một chỗ ở trong nhà của cha trên trời. Chỗ ở trong nhà của cha ở trên trời không nhất thiết là một căn nhà. Chúng ta có mặt ở tại đây, đứng trước linh cữu của anh Ra Lăng Xí. Chút nữa đây, chúng ta sẽ tạm gửi xác của anh Ra Lăng Xí vào trong lòng đất. Thân xác của anh sẽ nằm trong lòng đất, nhưng linh hồn của anh Ra Lăng Xí đang có mặt ở trong nhà cha êm ấm ở trên trời. Mai đây, khi Chúa Giêsu trở lại, khi cất tiếng kèn của thiên sứ trỗi lên, thân xác của anh Ra Lăng Xí có tiêu tan đi chăng nữa thì cũng sẽ biến hóa bừng sống dậy với một thân thể mới bất diệt và vinh quang, để cùng mọi con dân Chúa bay lên không trung mà gặp Chúa trong sự trùng phùng toàn vẹn của cả thể xác lẫn linh hồn. Đây chính là lý do mà Chúa bảo tất cả chúng ta: lòng các con chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Cảm ơn Chúa, đó là lời Chúa đã nhắc nhở cho tất cả mỗi đời sống của chúng ta thấy được sự. Thưa quý ông bà, anh chị em, vì đẹp lòng Đức Chúa Trời toàn năng và theo ý định tốt đẹp của Chúa mà Ngài đã cất linh hồn của anh Ra Lăng Xí khỏi thế gian này, và nhân vì chúng ta đặt vững hy vọng của mình vào sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta tạm gửi thân xác của anh Ra Lăng Xí vào phần mộ này, giao những gì đất thuộc về đất, phần thuộc về tro bụi cho tro bụi, mà trông đợi đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta sẽ lấy oai quyền tái lâm để đoán xét người sống và người chết. Khi ấy, Ngài sẽ khiến tất cả mỗi chúng ta đều sống dậy và cùng hợp nhau ở trên nước của Ngài. Và trong khi giờ này, tôi nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Chúa Thánh Linh xin gửi thân xác của anh Ra Lăng Xí vào ở trong lòng đất. Và bây giờ trước khi chúng ta sẽ cùng nhau để gửi một cánh hoa xuống cho anh Ra Lăng Xí và đất, thì tôi xin kính mời
anh Lô thay mặt để chúng ta cầu nguyện kết thúc. Xin mời anh Lô, anh có thể cầu nguyện tiếng Gerai.
mỏ.